Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ hai ngày 28 tháng 10 năm 2019. Kính mời các bạn xem bản tin 39 người tại Anh chết thảm, 20 gia đình Việt đớn đau. Vâng, các bạn đã chứng kiến những hình ảnh rất đau thương tại miền Trung của Việt Nam, Hà Tĩnh và tại Nghệ An, nơi đó có hàng chục gia đình đang ngày đêm mong chờ thông tin của những người thân trên con đường sang Anh, và điều này dường như trở nên vô vọng hơn. Và những cái chết rất đau đớn trong hoảng loạn và lạnh lẽo của trên 39 người tại Anh, trong đó được cho rằng có rất nhiều thanh niên, thiếu nữ đến từ Việt Nam, đã gây ra cú sốc rất lớn tại miền Trung quê hương của họ và trên thế giới. Và điều đó chúng ta có thể thấy trên một số bài báo và truyền thông quốc tế đã loan tải rất nhiều những thông tin như vậy. Và đây là hình ảnh của vụ 39 người chết, nỗi đau tột cùng của những gia đình Việt Nam. Đây là hình ảnh đầy đau khổ của ông Lê Minh Tuấn, lo rằng con trai là Lê Văn Hà nằm trong số những nạn nhân trong container ở Essex. Nỗi tuyệt vọng dâng cao trong ngôi nhà nhỏ khiêm tốn của anh Lê Văn Hà ở huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, khi người thân ngày càng phải chấp nhận một điều mà họ không muốn tin là sự thật, rằng Hà có thể là một trong 39 thi thể tìm thấy trong container ở Essex. Bà của Hà thẫn thờ nhìn vào khoảng khẩu trống không, giấu mặt vào đôi tay, còn vợ anh ngồi lặng yên, nhất định không ăn thứ gì, mặc mọi lời này nỉ. Cha anh, ông Lê Minh Tuấn ôm người cháu trai còn rất nhỏ và chỉ khóc trong nỗi tuyệt vọng mà thôi. Và nếu những hình ảnh này các bạn thấy rất đau thương, đây là ông đang ôm đứa cháu con của anh đã được cho rằng là anh Lê Minh Hà là đã bị nạn trong cái khi mà đi sang Anh. Và đây là điều mà nhiều gia đình Việt Nam hiện nay đang phải gánh chịu tại miền Trung. Và những người cha đã mất con, vợ mất chồng và con mất bố đã thật đau đớn cho người dân Việt Nam, và những điều này đã được báo chí quốc tế tiếp tục đăng tải như sau. Đây là hình ảnh ông Lê Minh Tuấn, cha của Lê Văn Hà, 30 tuổi, người được cho là nằm trong số 39 nạn nhân trong chiếc xe tải ở Essex. Chuyện của Hà là câu chuyện điển hình của một chàng trai trẻ từ một vùng quê nghèo làm nông nghiệp ở Việt Nam. Hà cũng như hàng ngàn người lao động khác đã quyết định tìm đường ra nước ngoài mưu sinh với giấc mơ có thể kiếm được một công việc khá lương. Anh ra đi 3 tháng trước với đích đến là châu Âu, ngay trước ngày đứa con trai thứ hai của anh chào đời. Chuyến đi ấy sẽ phải mất 20.000 bảng Anh, tức là khoảng 25.000 đô la và tương đương với khoảng hơn 700 triệu đồng Việt Nam, trả cho đường dây đưa người ra nước ngoài. Đây là một khoản tiền không nhỏ mà gia đình họ đã phải cầm thế hai lô đất mới vay được. Tất cả dồn hết vào một hy vọng rằng Hà sẽ kiếm được một công việc tốt và sau đó dành dụm trả nợ. Nhưng tất cả những hy vọng đấy nay tan tành hết. Và các bạn đã chứng kiến đây hình ảnh rất đau thương. Đó là ông đang bế cháu và đứa con của anh Hà thì đang rất là không biết chuyện gì đã xảy ra với gia đình. Và có lẽ sau này khi lớn lên thì những cháu nhỏ này sẽ rất đau khổ. Vì người cha của mình nếu đúng như đã xác nhận thì sẽ không còn nữa. Và mặc dù đã phải bỏ ra tới 30.000 bảng Anh là hơn 800 triệu đồng Việt Nam, thì rất nhiều người trong số các thanh niên này vẫn phải nhận cái chết rất thê thảm trong chiếc container đông lạnh nơi xứ người. Và đây là thông tin tiếp theo mà chúng tôi xin chia sẻ. Đây chính là chiếc xe container, và đằng sau bên trong đó là cái thùng mà những 39 người này đã phải đứng và nằm vào trong đó. Và tôi để sát lại thì các bạn thấy rất rõ rằng xung quanh được bọc thép và rất chắc chắn, và điều này không thể nào làm sao mà thoát ra ngoài cái container này được khi nó đang chạy trên đường. Và nếu các bạn tưởng tượng khi tất cả những cái cửa này mà đóng lại thì trong này sẽ rất tối, ngạt, không nhìn thấy gì cả. Và khí lạnh thì rất là lạnh, âm đến 25 độ. Và trong một thời gian, theo như điều tra của cảnh sát thì có thể kéo dài tới 10 tiếng đồng hồ. Thì các bạn bảo làm sao mà có thể sống được trong cái môi trường đó. Thì đây là cái điều hết sức nguy hiểm. Và bố của anh Hà nói thêm: Hà để lại cho chúng tôi một khoản nợ khổng lồ. Ông Tuấn nói: tôi chẳng biết đến khi nào chúng tôi mới có thể trả hết nợ. Tôi thì bây giờ đã già, sức khỏe kém, và từ giờ tôi sẽ còn phải giúp nuôi dạy mấy đứa cháu. Ông Tuấn đoán chắc rằng con trai mình đã qua đời. Ông nhận được một tin nhắn của con trên Facebook ngay trước thời điểm mà anh Hà nói rằng đang chuẩn bị vào Anh. Nhiều người cho rằng rất nhiều người trong số các nạn nhân trên chiếc container định mệnh ấy đã đến từ cùng một huyện, tức là huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Và điều đấy là các bạn cũng đã thấy ở cái vùng này rất nhiều người đã đi theo con đường đó. Và những thiếu nữ mới 19 tuổi xuân cũng đã phải bỏ mạng khi rời xa gia đình, quê hương để vượt biên trái phép vào các nước khác với mong muốn sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn so với quê hương. Và nếu thuận lợi thì họ còn có thể giúp đỡ thêm cho gia đình. Và điều đó đã không thể thành hiện thực đối với rất nhiều người.
Và đây là hình ảnh của chị Bùi Thị Nhung đã gửi cho người thân trước khi được cho rằng đã chết ngạt và cóng trong container đông lạnh tại Anh. Trong khi đó, tại nhà của chị Bùi Thị Nhung cũng tại Nghệ An, bà con láng giềng đến giúp đỡ, chia buồn và thắp nhang trước bàn thờ có bức ảnh của người mất tích, đó là bức chân dung tươi cười của Nhung, 19 tuổi. Gia đình Nhung vẫn đang khấn nguyện cho một hy vọng rằng Nhung không có ở trong chiếc container định mệnh đó. Nhưng chị gái của Nhung, Bùi Thị Loan cho biết chị đã nhận được tin nhắn ngắn của Nhung trên Facebook vào ngày 21 tháng 10 viết rằng Nhung đang ở trong kho, đóng ngoặc. Trong kho có nghĩa là đây là cái chuẩn bị trên đường đi, và đấy là điều mà một số cái ám hiệu và một số người mà Việt Nam vượt biên sang các nước thì thường phải nói như vậy để tránh cái sự theo dõi. Và các gia đình nạn nhân thì vẫn hy vọng mong manh vào một sự kỳ diệu nào đó đang chờ đợi họ, và họ cũng đã có những chia sẻ như sau. Đây là hình ảnh của Bùi Thị Nhung. Chưa thông tin nào được xác nhận. Chị Loan nói chỉ có những thông tin trên Internet và mạng xã hội, nên chúng tôi vẫn chưa nguôi hy vọng. Chúng tôi biết rằng có 3 chiếc xe tải khác nhau sẽ đến Anh vào cùng một thời điểm đó. Bởi vậy chúng tôi vẫn hy vọng vào một phép lạ nào đó rằng Nhung hóa ra ở trên một chiếc xe tải khác. Chị Loan cho biết Nhung là người thông minh nhất trong số 4 anh chị em. Bạn bè Nhung, rất nhiều người đã giúp đỡ cô gom tiền chuẩn bị cho cuộc hành trình này. Bởi vậy gia đình Nhung không phải thế chấp nhà hay bán bất cứ thứ gì. Còn bây giờ họ bám vào hy vọng rằng tin tốt lành sẽ đến, hay trong trường hợp có tin xấu nhất, họ sẽ được giúp đỡ để đưa thi thể của Nhung về Việt Nam. Và để gần lại, các bạn thấy hình ảnh rất tươi của Nhung, một cô gái rất trẻ, mới có 19 tuổi và đã ra đi để tìm một cái cuộc sống tốt hơn. Nhưng dường như là may mắn không khó có thể đến với họ. Và điều này chúng ta phải chờ đợi thêm một thời gian nữa khi cảnh sát Anh điều tra. Và những căn nhà mới được xây dựng giữa làng quê nghèo, mà trong đó có sự đóng góp tiền từ những thanh niên đã bỏ xứ mà ra đi như vậy, thì đây là hình ảnh mà các bạn có thể thấy ở miền quê này. Những ngôi nhà mới xây tại huyện Yên Thành là bằng chứng cho những khoản tiền được người lao động làm việc ở nước ngoài tiết kiệm gửi về. Anh Quốc dường như là một điểm đến rất được ưa thích. Một số người khác làm việc một thời gian ở Nga hoặc Romania nói rằng ở đó rất khó tìm được việc làm lương cao. Và tất nhiên mục tiêu họ đến là Anh Quốc, và họ có thể hy vọng tìm được một số cái công việc trong việc làm móng tay, hoặc là một số làm việc làm nông nghiệp. Và có những nơi thì họ trồng cần sa thì giàu rất nhanh, nhưng cũng có thể bị trục xuất rất của cảnh sát Anh. Và đây là các bạn thấy những ngôi nhà mới được xây bên cạnh một cái nhà cũ. Và với những hình ảnh này thì rõ ràng nó sẽ rất kích thích người dân Việt Nam, kích thích những người trong cùng quê này lũ lượt sẽ ra đi. Và theo như chúng tôi biết, ở trong một cái xã thì đã có hàng trăm người đi như vậy. Và đấy là cái điều mà rất quan trọng trong cái việc thời gian tới, là cần phải có những cái biện pháp để cho họ có thể ra đi một cách hợp pháp và tránh cái trường hợp mà bị bỏ mạng nơi xứ người như vậy. Và ngoài ra, thực tế hành trình mưu cầu cuộc sống tại những nước dân chủ và tự do phương Tây cũng đầy rủi ro và nguy hiểm, vì họ di cư bất hợp pháp nên mọi quyền công dân của họ đã bị tước đoạt trên các chặng đường này. Và đây là hình ảnh mà các bạn có thể thấy trên trang báo của Anh đăng tải về hoàn cảnh của một số người Việt Nam đang còn kẹt lại ở Pháp. Và họ nói rằng ở đây có 13 người Việt Nam còn lại trong cái chuyến đi trước, thì họ có lẽ không kịp đi và họ đợi chuyến sau. Và cũng có đó cũng có thể là một cái may mắn đối với họ, và cho nên họ cũng còn sống sót. Và nếu để gần lại, các bạn sẽ thấy họ ngồi rất lạnh trong cái khu căng bằng bạt. Và ở đây thì không có những phương tiện sinh hoạt tối thiểu, và họ sống trong một khu rừng đầm lầy rất là bẩn và tối tăm. Và ngoài ra, những cái người đi trên vượt biên trái phép này, họ luôn phải đối mặt với sự truy quét của cảnh sát các nước nhằm trục xuất về Việt Nam. Và cộng thêm cái sự bóc lột, ăn hiếp của những kẻ buôn bán người trên cả cái quá trình này thì đã làm cho nhiều người trở nên rất cùng cực. Và những cái thông tin mà báo chí quốc tế đã đăng tải trên châu Âu cũng có thể thấy như sau. Đây là hình ảnh hôm qua tại một khu rừng lầy lội tại Pháp. Nhóm 13 người Việt Nam đang trú ở đây và chuẩn bị cho bữa cơm chiều, ăn cơm với nấm trong một khu rừng ở thành phố Bethune, miền Bắc Pháp vào hôm 27 tháng 10 để chờ một cơ hội sang Anh lần tới. Họ cũng mô tả là phải vất vả như thế nào ở Pháp do cảnh sát liên tục bị truy quét vì tình trạng cư trú và lao động bất hợp pháp. Nhưng ở Anh đã hình thành một mạng cộng đồng Việt Nam khá lớn, thêm vào đó có nhiều việc làm như ở các tiệm nai, tức là làm móng tay, làm trong nhà hàng hoặc là làm nghề nông nghiệp. Kẻ môi giới đưa họ ra nước ngoài là một phần trong thế giới ngầm của một mạng lưới toàn cầu. Những kẻ này đã thu của họ một khoản tiền rất lớn để đưa họ qua biên giới một cách bất hợp pháp.
họ phải trả những khoản tiền khác nhau, dao động từ khoảng 10.000 bảng đến hơn 30.000 bảng. Số tiền cao hơn được cho là dành cho khách hàng VIP. Và VIP thì có nghĩa là những người mà được hứa rằng đi những chuyến xe có thể là nhẹ nhàng hơn, đỡ nguy hiểm hơn. Nhưng các bạn cũng đã chứng kiến những cô gái vừa qua cũng đi với dạng như vậy, cuối cùng họ vẫn phải bị chết trong những xe container lạnh mà thôi. Và ngoài ra, những người vượt biên trái phép này họ phải làm cả những cái điều tồi tệ nhất và có thể nguy hiểm đến tính mạng của mình để mong đến được vùng đất mới như họ mong muốn. Và đây là hình ảnh các bạn có thể thấy, đây là cái đống củi trong khu rừng của Pháp mà những cái người Việt Nam này đang phải cắt và bổ ra để có thể nấu ăn hoặc là sưởi ấm trong một số cái ngày tới đây. Nhưng nếu để gần lại, các bạn sẽ thấy số củi này rất ít, và cho 13 người thì quả thật không đáng bao nhiêu. Bởi vì ngoài khi mà lạnh như vậy, với những cái căn lều bạt thì sẽ không có cái chống lạnh và họ sẽ phải đốt liên tục. Và khi mà như vậy thì nhiệt độ xuống đến âm 20 độ, âm 30 độ thì những cái người Việt Nam này thực sự là một cái sự nguy hiểm đến tính mạng của họ trong thời gian tới. Và nhiều người trong số họ đã ra khỏi Việt Nam qua ngả Trung Quốc, nhưng khi đến tức là eo biển Manchester, cho dù mức phí là bao nhiêu chăng nữa thì con đường duy nhất vào Anh vẫn phải trốn vào các container để tìm cách vượt biên lậu. Bất chấp những nỗ lực mà chính phủ Việt Nam đang có, khoản tiền khổng lồ kiếm được từ việc buôn bán người khiến nó trở thành một ngành kinh doanh béo bở và đang được tiếp tục phát triển mạnh ở Việt Nam. Và đây là điều chúng ta cần phải quan sát trong thời gian tới. Và vụ việc này đã làm rung chuyển chính trường Việt Nam, vì nó là một vết nhơ bẩn rất lớn bôi thẳng vào mặt Bộ Chính trị và Trung ương Đảng của Cộng sản Việt Nam, khi nhà nước cầm quyền tại Hà Nội luôn khoe khoang sự ưu việt của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Và điều đó chúng ta có thể thấy rất nhiều những cái bảng hiệu trong nước đã đăng. Và sau thảm kịch ở Essex, Thủ tướng Việt Nam ông Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu điều tra về các vụ việc đưa công nhân Việt Nam xuất khẩu trái phép sang nước ngoài, xử lý nghiêm khắc và các vi phạm. Nhưng từ lâu nay, buôn người đã là một vấn đề nghiêm trọng, thường liên quan đến phụ nữ và trẻ em. Năm nay, Việt Nam đã bị hạ xuống bậc thứ 2 trên danh sách các nước cần được theo dõi về tình trạng buôn người trong hệ thống 3 bậc của phúc trình thường niên về tình trạng buôn người của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Đây là lần thứ đầu tiên Việt Nam bị hạ xuống bậc này kể từ năm 2012. Và như vậy, với cái thành tích nhân quyền và bây giờ đến thành tích buôn người thì quả thật là cái điều rất khó khăn cho chính phủ của ông Nguyễn Xuân Phúc. Và qua cái chết của 39 người tại Anh, có lẽ ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã thấy học thuyết chủ nghĩa cộng sản mà ông đang cố bắt ép trên 90 triệu người dân Việt Nam phải theo đuổi đã phá sản hoàn toàn. Nhưng trên hết, mọi người dân Việt Nam cần dũng cảm khẳng định quyền công dân, quyền con người của mình để làm rõ mong muốn với Đảng Cộng sản Việt Nam, buộc họ phải thực sự phục vụ nhân dân như đã ghi trong hiến pháp và pháp luật của nước nước. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Hai, ngày 28 tháng 10 năm 2019. Các bạn hãy để lại những bình luận và chia sẻ video này, cũng như bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để tiếp tục nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần sau. Trung Khoa, Thời báo.de từ Berlin.